Thanh Hưng, xin mời. Quả cầu bí ẩn thứ tư, xin mời. Mời bạn đeo kính ạ. Hưng ơi, bây giờ tất cả niềm hy vọng anh đặt vô em đó nha. Anh giao nhiệm vụ cho em lúc này là đúng người nè, là em đó Thanh Hưng. Và đúng thời điểm này là em phải giải quyết tới quả cầu thứ 7 luôn cho anh. Em cũng có một bài sai đấy anh ạ. Một bài sai, người sai thời điểm nữa hả? Trời ơi. Cảm ơn. Bữa lần ạ. Bố đáp án, xin mời. Cúp Thế giới FIFA, Cúp vô địch FIFA, Nam Thần Vàng, Nữ Thần Vàng. Trời ơi, cái gì vậy? Hưng Nghi, có phải là một tín đồ thể thao hay không? Em rất là thích thể thao, nên là em hay chọn cái môn nào mà về thể dục. Anh hiểu không? Đây, nghe đội trưởng phân tích thử các đáp án cho bạn có thêm thông tin nè. Anh Đức phân tích thử. Thì theo anh nghĩ đây là một cái danh hiệu, cái tên gọi của một cái danh hiệu nào đó liên quan đến bóng đá. Anh nghĩ là vậy. Cảm ơn lời phân tích vô nghĩa của anh. Và bây giờ là câu hỏi, xin mời. Chiếc cúp đầu tiên của FIFA World Cup có tên là gì? Thời gian 1 phút bắt đầu. Mình có được search Google không anh? Không. Hãy phân tích thật kỹ, bình tĩnh thôi. Chiếc cúp đầu tiên. Chiếc cúp đầu tiên. Em không thích màu vàng lắm. Mình sẽ loại những đáp án sai trước. Ok, sẽ cắt màu vàng trước. Tại sao ạ? Tại vì em ghét màu vàng à? Cắt. Giữa kèm, giữa kèm. Đúng rồi, cắt mạnh lên. Hồi hộp quá. Hãy nhớ Thanh Hưng ơi, bạn chỉ còn có 37 giây thôi. Hãy tăng tốc suy nghĩ lên và hãy cho chúng tôi biết là bạn đã suy nghĩ gì và cách nói ra. Xin mời, thời gian bắt đầu. Tiếp theo đáp án nào ạ? Em sẽ cắt một cái màu. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Xin mời. Sao tôi lo quá vậy? Rung quá. Cắt vàng rồi, cắt vàng rồi hả? Qua rồi em ơi, qua rồi. Xin mời. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ kỹ đi. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Hai đáp án này bạn chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cắt. Hồi hộp quá. Chính xác. Chúc mừng bạn. Giải thích như sau. Chiếc cúp đầu tiên có tên là Nữ Thần Vàng được một thợ kim hoàng ở Paris đúc bằng vàng thật nặng 1,8 kg, trị giá gần 10.000 USD. Và khi đoạt được chức vô địch thế giới lần thứ 3 vào năm 1970, Brazil đã trao tặng vĩnh viễn chiếc cúp Nữ Thần Vàng theo quy định. Sau đó, FIFA đặt làm một chiếc cúp mới lấy tên là Cúp Thế giới FIFA. Chiếc cúp này là chiếc cúp luân lưu, không đội nào có thể đạt vĩnh viễn. Tức là chỉ giữ trong vòng 4 năm, phải luân phiên lại đấu World Cup đó. Và chúc mừng bạn đã vượt qua được câu hỏi ở quả cầu bí ẩn thứ tư. Ơ kìa, chúng ta có một phần quà từ chủ nhân của tôi dành tặng cho bạn. Wow. Cái gì vậy? Có ăn được không? Em nhìn thấy nó không ăn được rồi đấy. Nó là gì? Giống như cái ống hút trà sữa. Đây mở ra. Tại vì được ghi bằng cái chữ pháp thuật. Bạn có quyền chọn một thành viên đã bị loại cùng với mình trả lời một câu hỏi kế tiếp. Em chọn đây là một đặc quyền hay ha. Dạ có mắt kiến rồi kìa, ở đâu ra vậy em? Em mới lấy ở trong giật. Theo yêu cầu của rất nhiều khán giả yêu cầu chị Dạ, và đây cũng là một cái ý của em ha. Ngay từ đầu là em sẽ chọn chị Dạ quay lại cùng với em. Cảm ơn em. Em cho cảm giác như đăng quang hoa hậu vậy đó. Được hồi xanh rồi. Đúng rồi, thường là người ta chỉ có 4 mắt thôi, nhưng mà ngày hôm nay Lâm với Dạ tới 6 con mắt rồi. Hai cái đồng mắt kiến với lại cái mắt này. Nhắc cho các bạn được nhớ quyền lợi này như sau. Tức là chị Dạ được hồi sinh để cùng bạn trả lời câu hỏi kế tiếp. Không có nghĩa là các bạn đã lấy lại được 50 triệu. Số tiền chị Dạ đã làm mất đi hoàn toàn rồi. Ủa mất rồi hả? Mất vĩnh viễn. Chị Dạ chỉ giúp bạn vượt qua câu hỏi tiếp theo mà thôi. Sau đó chị Dạ sẽ tiếp tục về vùng đất đó. Có được gì không? Không, là giúp bạn mình đó chị Dạ. Nhiều khi ở đây nó rối thêm. Là cứu bồ thôi đó. Đâu có hai cái đầu suy nghĩ, lúc nào cũng hơn một cái đầu hết. Ok. Đó. Rồi, bây giờ tạm biệt quả cầu thứ tư. Xin mời quả cầu cấp độ 2, quả cầu bí ẩn thứ 5. Hình như là khi mà chị về vùng đất bên kia rồi nó bị sốc tâm lý. Sao chị quay lại kỳ vậy? Được, quay lại thì bị bắn một cái nó văng dây tình kinh ra luôn rồi. Dạ hả? Thanh Hưng rất tin chị luôn á. Ồ gì hả? Liệt lắm luôn á. Chị đừng làm em nó thất vọng. Chị khai thật cho em biết đi, ngoài mù màu chị còn mắc căn bệnh gì vậy, mắc hay không? Không, ổn rồi. Chị đã chuẩn bị kỹ lưỡng cặp mắt kiến ở trong đây rồi. Chị chắc chứ? Chị chắc rồi. Rồi, xin mời anh Hưng và chị vào một vị trí. Ok. Rồi. 5 đáp án, xin mời. Hải cẩu, hải cẩu, lạc đà, thú mỏ vịt, cá heo, cá ngựa. Sao nhiều vậy? 5 cái. 5 đáp án chị cấp 2 rồi, khó hơn rồi. Hải cẩu, lạc đà, thế giới động vật. Không câu nói. Hỏi như sau, xin mời câu hỏi. Loài động vật nào sau đây đẻ trứng? 1 phút bắt đầu, mình thảo luận. Dễ ẹt. Rồi. Cắt em cắt dây nào cũng được. Bậy. Rồi bình tĩnh. Cắt đi. Trời ơi. Chị Dạ là về động vật là một bụng kiến thức. Hải cẩu đúng không? Bắt đầu là hải cẩu. Bắn đi. Thấy chưa? Đâu dám bắn đâu. Dễ. Hay quá chị Dạ. Câu này dễ ạ. Tại vì chị coi Discovery với con Discovery, chị... Animal Planet. Bây giờ chị phải nhớ giải thích cho em hiểu tại sao chị chọn luôn nha, làm em hồi hộp theo. Thời gian bắt đầu. Sau đây đẻ trứng. Con hải cẩu, em nghĩ con hải cẩu không đẻ trứng đúng không? Đúng rồi, cắt nhanh, mất thời gian. Câu này là chắc chắn luôn, không thể nào sai được. Hỏi bắn thiệt này, hỏi cho bắn thì thấy ghét. Thời gian tiếp tục. Trời màu đỏ ra nha. Cắt. Em cắt con lạc đà ha. Cái gì? Đúng rồi, lạc đà đẻ con mà. Anh đừng hỏi tại sao để em cắt đã. Em cắt xong anh hỏi nhá. Rồi. Ok. Chị nói chuyện với ổng hay không? Không, bởi vì không bao giờ dám bắn gì đâu, thiệt. Con bắn đi. Làm sao dám? Suy nghĩ cho kỹ nha. Trời ơi, 50-50 đó, chị Dạ ơi, suy nghĩ thật kỹ nha. Hồi nãy chị cũng 50-50 chị đi đó. Không, còn hai cái này, tại vì mình loại từ, nhưng mà còn hai cái này thì chị chắc chắn. Chưa. Suy nghĩ kỹ dạ. Không, chị đã từng coi thấy con cá ngựa nó đẻ con. Đúng rồi, cá ngựa đẻ con. 35 giây, bắt đầu. Cắt cá ngựa. Rồi, em cá ngựa màu trắng đó. Và theo mà cái... Nói đi. thức mà đã từng coi Discovery của chị thì chị biết chắc chắn là con cá ngựa đẻ con luôn. Và khi mà mang bầu là con đực mang bầu giùm con cái. Hay quá, rõ ràng hồi nãy là bị xui thôi. Xui thôi. Đây là dạ biết nữa nè, chứ phải chị dạ hồi nãy. Đúng. Bớt mù màu hơn. Ok. Đây, thú mỏ vịt là một loài động vật có vú, bán thủy sinh ở miền đông nước Úc. Con vật này có đặc điểm sinh học dường như trái ngược với các kiến thức khoa học. Mõm như vịt, đuôi như hải ly, đẻ trứng và di chuyển như bò sát, nhưng lại cho con bú sữa như lớp thú. Nó là cũng giống con vịt luôn á. Đúng rồi, giống vậy nhưng mà không phải vịt. Chị có muốn đồng hành cùng với lại người bạn của mình tiếp hay không? Cho không? Có chứ. Trời ơi, nói gì chị? Cho. Không chị. Không cho hả? Để em hỏi chủ nhân em có cho không? Để em hỏi chủ nhân của em. À, có điện thoại, chủ nhân gọi về. Chủ nhân đã có một thông tin rất vui cho chị. Người bạn ở nhà của chị đã đợi chị trở về rồi. Xin mời chị. Đâu có cho chị về, ở đây vui. Như vậy, qua câu hỏi vừa rồi, với một vốn kiến thức, một nùi kiến thức bằng việc xem kênh Discovery, chị Lâm Dĩ Dạ đã giúp bạn vượt qua câu hỏi vừa rồi. Quả cầu bí ẩn kế tiếp. Năm đáp án, xin mời. Bàn chân, bàn tay, lưng, bụng, cổ. Xin mời câu hỏi. Ở một người bình thường, bộ phận nào tập trung nhiều xương nhất? Một phút bắt đầu. Nhiều xương nhất. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ mình hãy kiểm tra ngay thực tế trên mình luôn nè, để mình có đáp án. Rồi, em sẽ cắt cổ trước. Xin mời. Trời ơi, cái bụng nó không bỏ. Cái bụng đâu có xương đâu. Bốn giây, xin mời. Mình kiểm tra luôn, mình kiểm tra, mình coi bàn tay. Em sẽ bụng là ít xương. Xin mời. Có cơ sở. Wow. Tiếp tục 37 giây, xin mời. Rột quá. Chân. Tại sao ạ? Hãy nói cho nó biết tại sao. Chân là giờ em nghĩ là rất ít xương, ít xương hơn. Ok, xin mời. Wow. 50-50. 26 giây, thời gian còn nhiều, xin mời bạn. Trong hai cái là tay và lưng. Lưng thì em nghĩ là chắc là sẽ nhiều xương hơn, gồm cả xương sống này. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Nhưng mà bàn tay cũng rất là nhiều đốt nên là rất là khó. 10. Xin mời. Quá. Sao vậy? Ủa? Em cứ tưởng là lưng chứ. Nãy giờ Đức anh đếm quá trời luôn nè. Anh đếm từng đốm trong này luôn nè. Hãy nghe đây. Hỡi những người bạn trẻ, xương không phân bổ đều khắp trên cơ thể. Chúng tập trung chủ yếu ở bàn tay và bàn chân. Mỗi bàn tay có 27 cái xương và mỗi bàn chân có 26 cái xương. Tổng cộng hai bàn tay và hai bàn chân có 106 xương, chiếm hơn một nửa số xương trong cơ thể người. Nguyên cái lưng là có biết bao nhiêu cái đốt sống nè. rồi bên em nghĩ là lưng vai nè, bả vai. Tại vì bà tính ở thật ra thì 36 anh đến 36 đúng sống đúng không? Từ đây nè nó kéo dài đây nè xuống mũi tận đây lần mà lưng chỉ đây thôi đó. Hưng đã xuất sắc rồi. Cảm ơn bạn.